đàn ông tuổi 40, tuổi 40 ở đàn ông khác lắm các cụ khác mở ạ. Ở phụ nữ thế nào tôi không biết chứ ở đàn ông tâm sinh lý nó thay đổi rõ rệt luôn, thế này nhé. Đàn ông tuổi 40 có trí tưởng tượng vô cùng phong phú thật đấy. Tôi chưa thấy một nghiên cứu khoa học nào về đề tài này nhưng xét theo các mối quan hệ tương hỗ. Tôi thấy đây là một hiện tượng xã hội học vô cùng lý thú. Ví dụ thế này, tôi có thằng bạn đồng niên. Nó bảo, éo hiểu sao, sang tuổi 40 tao lại khỏe ra mới bỏ mẹ chứ. Ngày nào hai vợ chồng cũng làm ăn đâu đấy xong mới ngủ ngon được đấy, tôi nghe nó nói mà kinh. Nể nó lắm, coi nó là thánh chứ chả phải người. Tháng sau tôi vô tình gặp con vợ nó, tôi hỏi. Em nuôi nó bằng cám gì mà nó bảo ngày nào hai vợ chồng cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thế? Con vợ nó bảo, em không biết anh thế nào chứ lão chồng em dạo này có cái trí tưởng tượng phong phú vãi cả ra. Cả tháng nay ông ấy bảo bị anh sút bóng vào bệ hạ, đang phải dưỡng thương đấy, mà các cụ à. Thằng bạn tôi chưa bao giờ nó ra sân bóng chứ chưa nói đến đá bóng. Quả là tưởng tượng phong phú thật, đàn ông tuổi 40 có trí nhớ cực kỳ tốt thật đấy. Đàn ông tuổi này có thể nhớ chính xác tất cả các sự kiện xảy ra trong quá khứ. Trong tất cả các câu chuyện mà chúng tôi kể cho gái công ty nghe bao giờ cũng bắt đầu bằng từ ngày xưa. Nào là ngày xưa anh đẹp trai lắm, đéo béo như bây giờ đâu. Ngày xưa anh học giỏi nhất cờ mờ nó tỉnh luôn, éo ngu như giờ đâu. Ngày xưa anh cưa gái 10 phút là chúng nó đổ vật xuống sàn nhà, éo phải mang vật chất ra câu đâu. Ngày xưa anh hát hay, đàn giỏi, đá bóng cừ, nhưng giờ quên cờ mờ nờ nó hết rồi. Đàn ông tuổi 40 rất tốt bụng, đấy là tôi nói về cả nghĩa đen và nghĩa trắng. Đa số đàn ông ở độ tuổi này chả bao giờ nhìn thấy hai bàn chân mình nếu đứng nghiêm, tôi thề. Cúi xuống chỉ toàn nhìn thấy bụng, đấy là mới nói về hình thể. Về tính cách thì đương nhiên là bắt buộc phải tốt bụng rồi, đơn giản lắm các mợ ạ. Béo như nhợn thế thì đánh nhau được với ai, chạy cũng chả nhanh được. Trốn cũng éo đủ chỗ mà núp, thế nên ra xã hội không tốt bụng. Không nêu cao tấm gương đạo đức cách mạng thì nó đập cho như con dán. Đàn ông tuổi 40 ai cũng giỏi bình thiên hạ. Nam hán tử đại trượng phu là phải tề gia trị quốc bình thiên hạ, tề gia thì đương nhiên rồi. Ở tuổi 40 không có gia đình vợ con thì chỉ có thằng gay thôi. Trị quốc thì ngày xưa thôi chứ bây giờ chắc không đến lượt mình vì đã có đảng và nhà nước lo. Cuối cùng chỉ còn mỗi bình thiên hạ quá dễ, từ hồi có Facebook, Zalo càng dễ hơn. Hễ thiên hạ xảy ra cái gì là nhảy vào bình ngay lập tức. Đàn ông tuổi 40 là phải biết đánh gôn và ai cũng phải biết tên, cái này là mốt của bọn tôi đấy. Nó thời trang đến nỗi đi đâu người ta cũng hỏi nhau, đánh sân nào thế, handicap của mày bao nhiêu. Hôm qua thằng nào sập hầm, MK. Tôi đau hết cả đầu vì hễ ngồi cà phê là các bố đem gôn với gơn ra thảo luận. Cứ y như cả thế giới chỉ có mỗi cái môn đó là thể thao đẳng cấp còn các môn khác đều là bình dân. Thằng bạn tôi là tổng giám đốc công ty tư nhân, nó tên Năng. Nick là nổ mới chuyển từ đánh khăng sang đánh gôn được 2 tháng, nó khoe với tôi. Tôi đánh có 2 tháng mà giờ thằng nào nghe đến tên tôi là vãi đái. Ông lên sân X cứ nói tên tôi là thằng golfer nào cũng biết, tôi tin nó. Gặp thằng golfer khác tôi khoe ngay, thằng bạn tao là Năng nổ cũng đánh sân X. Mày biết nó không, ngay tắp lự, thằng kia nó quát tôi ngay, làm éo gì có tên thằng đấy. Sân đó chỉ có tên tao là ai cũng biết, mày không tin cứ hỏi bình đà sân X. Ôi cái mờ mờ chúng mày chứ, hóa ra đánh gôn là éo thằng nào biết tên thằng nào. Nó chỉ biết mỗi tên nó thôi các cụ các mờ ạ. Đàn ông tuổi 40 phát cuồng về tiền bạc và mối quan hệ xã hội khi nghe một nhóm 40 nói chuyện. Thì phải căng tai một chút vì họ luôn thì thầm trông như bọn buôn bạc già.
giọng thì khàn y như Michael Corleone trong phim Bố Già, nhưng đích phải do tuổi tác đâu. Do bệnh trĩ cả đấy, đầu tiên là họ nói về các hợp đồng kiểu như thế này. Tôi vừa ký cái hợp đồng bắt ruồi ở nhà máy nước ngọt gần 300 tỷ, hay là gọi điện thoại, alo. Cái gì, không được đâu, công trình dưới ngàn tỷ anh không nhận em ạ, hoặc điều hành công ty. Alo, tôi năng nổ tổng giám đốc đây, trong két còn bao nhiêu, hả, có hơn 500 tỷ thôi à, được rồi. Cầm 499 tỷ đưa cho chị X nhé, tiền ít thì đừng bắt chị ấy ký nhận, vãi cả đái luôn. Tôi ngồi một lúc mà cảm giác như đang sống ở phố Uôn, hoặc là về các mối quan hệ xã hội. Chúng tôi hay nói thế này, tối qua tao qua thăm bác Z ở Bộ Chính trị. Sang năm chính sách sẽ thay đổi, sang tuần tao phải khởi công cái dự án 500 hecta ngay. Không thì căng, hoặc thân thiết hơn, cái gì, anh em mở ốm mà. Chiều qua tao với anh ấy còn khoác vai nhau ở sân gôn ích, có thấy mệt mỏi éo gì đâu. Hay như con cháu trong gia đình, hic.sic, vậy là bố anh tê đi rồi, khổ thân, ông cụ coi tao như con. Có ăn cái gì ngon cũng gọi điện thoại bảo, bố ăn xong rồi, chúng mày đến mà dọn đi. Vậy mà .sic, đàn ông tuổi 40 biến tất cả các môn thể thao thành thể dục dưỡng sinh. Cái này là do quan niệm sống thôi. Nhiều thằng ở tuổi ấy nó còn lẫn cờ mờ nó giữa thể thao và thể dục. Có thằng nó còn tưởng đánh cờ là thể thao vận động và đánh răng là thể dục cơ, nói đâu xa. Ngay bản thân tôi ngày xưa tuần 7 ngày 7 trận bóng đá vậy mà giờ nửa hiệp đã vãi cả phân. Về kỹ thuật cá nhân thì khỏi phải nói, bọn trẻ nó bảo tôi vẫn ngon, chú đá hai chân như một luôn. Chân phải chú đá như chân trái chú đá như cờ cờ. Nhìn chú đá cứ như ông nội cháu tập dưỡng sinh, nhục éo tả được. Đàn ông tuổi 40 đa cảm và thương người, cái này thì chắc chắn là do tuổi tác đây. Đàn ông tuổi này đa cảm lắm, có thằng khi nhắc đến mẹ là nó gào lên nức nở vì nhớ. Khi nhắc đến gái thì mắt nó long lanh cứ y như được gặp bác Hồ. Ấy vậy mà nhắc đến vợ một cái là mặt nó biến sắc hẳn, mắt nó vằn lên những tia máu, nhòa đi. Chỉ toàn lòng trắng, đàn ông tuổi 40 vô cùng thương người, tôi có thằng bạn. Đi hát karaoke ngồi với bất cứ con bé tiếp viên nào là ngay lập tức nó tỉ tê tâm sự rồi khuyên con. Bé đó bỏ nghề đi làm thợ may. Rồi khuyên con đấy chưa đủ nó lại khuyên tiếp con bên cạnh rồi bên cạnh nữa. Tờ sờ bờ thằng đó nó khuyên nhiều đến nỗi chúng tôi phải chửi, đạp con mèo. Mày không còn cái nghề nào khác à, đờ mờ, mày làm bội thực nghề thợ may rồi đấy. Sao không khuyên làm thợ làm đầu, thợ trang điểm đi, các cụ biết nó bảo sao không? Thợ may hay, lấy được chồng làm, giáo viên, đàn ông tuổi 40 còn hay lo xa nữa. Thằng bạn cùng quê tôi ngán ngẩm tâm sự, suốt ngày nhậu nhẹt thế này. Chỉ mong được đến 40 tuổi là tổ chức mừng thọ, thế đấy, tóm lại, thưa các cụ các mợ. Đàn ông tuổi 15 mơ ước thành đàn ông tuổi 20, đàn ông tuổi 20 mơ ước được trở thành đàn ông tuổi 30. Đàn ông tuổi 30 mơ ước được trở thành đàn ông tuổi 40 và đàn ông tuổi 40 lại mơ ước được đặt chân. Lên cỗ máy thời gian để quay lại tuổi 30 với toàn bộ tài sản của mình. Phức tạp vậy đấy, ai, tâm sự của một trung niên sắp sang tuổi tứ tuần.